Nhằm chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng lũ Hòa Vang, chiều nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã đến thăm tặng 200 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện để hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện bị thiệt hại trong cơn lũ vừa qua. Dịp này, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cũng đã đến thăm một số trường hợp có nhà bị hư hỏng trong cơn lũ tại xã Hòa Nhơn và đến viếng hương chia buồn gia đình nạn nhân bị đuối nước tại hồ Đồng Kệ. Mỗi gia đình được hỗ trợ 3 triệu đồng. Tất cả nguồn kinh phí trên do cán bộ viên chức và người lao động của hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam ủng hộ nhằm chia sẻ động viên các gia đình bị thiệt hại trong cơn lũ sớm ổn định cuộc sống.